vị và các bạn, hôm nay tôi đến đền ông Thánh Vicente ở chợ Kinh Tám, Tân Hiệp, Kiên Giang để xin khấn một cái điều cho gia đình, cho một người thân và cho công ăn việc làm. Và tôi nghĩ rằng là trên hết, gia đình và bất cứ một cái thành viên nào có thể là cùng tôn giáo hoặc là khác tôn giáo cũng cần lắm một cái sự bình yên trong tâm hồn. Và khi mà mình bình yên trong tâm hồn thì chúng ta sẽ làm những cái việc khác. Và hôm nay tôi cùng với quý vị và các bạn đến đền ông Thánh Vicente ở chợ Kinh Tám của Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Và quý vị và cùng tôi xem nhé. Tôi cũng không đến đền ông Thánh Vicente nhiều lần. Tuy nhiên đây là lần thứ ba hoặc lần thứ tư gì đó. Thì mỗi lần về quê ông xã ở Kiên Giang thì lại đến chợ Kinh Tám. Thứ nhất là gần một cái người ăn cả của ông xã. Cái thứ hai nữa là đến đền ông Thánh Vicente để xin khấn. Có năm thì lại xin khấn cho mẹ tròn con vuông. Có năm thì lại xin khấn cho sức khỏe. Có năm thì lại xin khấn cho sự bình yên. Có năm thì lại xin khấn cho tìm thấy một cái vật gì đó. Việc một cái niềm tin tôn giáo nó cũng không quá tuyệt đối. Đây, quý vị và các bạn thấy không? Đền ông Thánh Vicente này của thuộc cái giáo xứ Trung Thành. Nếu mà quý vị và các bạn đi thì quý vị và các bạn nhớ nha, 109. Rồi, chúng ta đi nào. Đây là phía sau lưng Chúa Giêsu à anh hả? Đạo gốc mà. Ở đây là ở phía ngoài của đền ông Thánh Vicente. Các bạn thấy không? Khi mà quý vị và các bạn chưa bước vào nhà thờ, quý vị và các bạn đã thấy một số cái kinh nguyện. Đền ông Thánh Vicente bữa nay là khang trang quá, giống như những năm trước. Tạm thời chúng tôi không bình để cái lời của lời cầu nguyện cho quý vị và các bạn nghe nhé. Đang lời em ạ. Giống như bên Phật quá ha, ở gốc Bồ Đề. Tượng Chúa Giêsu vương. Đây là khuôn viên đền Thánh Vicente. Thank you.
hoàng xưa đẹp thay bước chân của ngài nơi núi giữa âm u bàn chân nuôi cơm vi qua trên đài lộ thanh thang giữa lòng đường buồn tênh người bước đi mọi nơi người là niềm vui cho người sầu khổ niềm an vui trong lao tù nguồn no nê cho người nghèo đói niềm tin yêu cho người mọi nơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.